Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ở đời, trai sợ lấy nhầm vợ, gái sợ gả nhầm chồng. Con gái lấy chồng như đánh bạc, thông minh xinh đẹp, không bằng may mắn. Vì thế mà việc chọn một người bạn đời đáng tin cậy, yêu thương, nâng niu mình suốt cả cuộc đời đều là điều vô cùng quan trọng. Nếu cô gái nào không may chọn phải một người đàn ông vũ phu cả ngày hầm hè đánh vợ thì cuộc đời thật là bi kịch. Nếu có thể tinh ý thì những bi kịch đó hoàn toàn có thể khéo léo tránh được. Chỉ cần bạn để tâm xem tướng thì đã đoán định được dễ dàng việc người kia liệu có phải đàn ông vũ phu và có khuynh hướng bạo lực gây nguy hiểm đến mọi người hay không. Vậy người đàn ông có nét tướng như thế nào mới là người vũ phu? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, tóc thẳng, sợi thô cứng. Người có mái tóc ngắn, sợi thẳng mà thô cứng thì tính cách thường thẳng thắn, nóng nảy. Bất cứ chuyện gì không vừa ý cũng có thể tranh cãi với người khác. Trong cuộc sống vợ chồng, người này ít khi nhường nhịn đối phương, bốc đồng lên cao, đầu óc không còn tỉnh táo thì rất dễ dẫn đến tranh cãi nảy lửa, trở thành một người đàn ông vũ phu, sẵn sàng dùng hành động để đàn áp đối phương. Thứ hai, lông mày giao nhau, tán loạn, không ngay ngắn. Những người mà đường lông mày quá gần nhau, gần như nối thành một đường thì tính cách sẽ có phần cố chấp, nóng tính. Đường lông mày tán loạn, không ngay ngắn, thể hiện tâm trạng bất an, tính cách thiếu điềm tĩnh, khó khống chế được cảm xúc mà hay tức giận vô cớ. Xem tướng khuôn mặt, người có lông mày mọc ngược chiều, các sợi lông mày đâm xiên lung tung như cỏ dại là những người nóng nảy. Trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp phải chuyện không như ý thì thường thể hiện ra bên ngoài, bắt đầu từ việc công kích bằng lời nói, dần dà tăng lên thành xung đột chân tay. Với mỗi người như vậy, chị em nên tránh xa trước khi quá muộn, bởi đó là mỗi người nguy hiểm điển hình. Tốt nhất đừng bao giờ khiến họ trở nên tức giận. Đàn ông lông mày thưa thớt, màu sắc nhạt, thường rất lạnh lùng, vô cảm. Họ không quá quan tâm đến cảm xúc của người khác, mà chỉ biết ích kỷ nghĩ cho mình. Người này được cho là hờ hững, thờ ơ với cả người thân, không coi trọng tình cảm gia đình. Có những người lông mày rất ngắn hoặc xương lông mày gồ lên rõ rệt. Nếu độ dài của lông mày ngắn hơn thấy rõ so với độ dài của mắt thì đó chính là dáng lông mày ngắn. Có xương lông mày gồ lên chỉ việc khi ta quan sát mặt nghiêng của người đó, đường lông mày sẽ nhô lên hẳn. Người này tính cách thường độc đoán, chuyên quyền, dễ động thủ đánh người. Mắt tròn nhỏ, vằn tia máu. Theo quan niệm dân gian, những người màu nước mắt thường có cuộc đời đau khổ, có số khác bạn đời. Đặc biệt, lòng trắng mắt nhiều hơn lòng đen, hay còn gọi là mắt tam bạch hay tứ bạch, thì cuộc sống hôn nhân sẽ gặp nhiều trắc trở. Nếu tuổi chưa nhiều mà đôi mắt đã có nếp nhăn, thì trong tướng số, đây là người có xung khắc với bạn đời, hai vợ chồng thường xuyên khắc khẩu. Còn đàn ông mắt nhỏ tròn, lồi rõ ra ngoài, trông như mắt heo thì là tướng dữ. Người như vậy tầm địa 8 phần xấu xa, tính cách hung bạo, là tướng đàn ông vũ phu nên cần phải tránh xa. Nếu trong mắt thường vằn lên nhiều tia máu, giống như đường lưới mắt cá dọc ngang trong lòng trắng, hai bên khóe mắt cũng có tia máu. Trong nhân tướng học, đó được gọi là xích ti quán đồng. Loại người này phần lớn tính tình nóng nảy, dễ nổi giận mà mất đi lý trí. Đôi lúc chỉ vì một câu nói hay một hành động nhỏ trái ý cũng khiến cho người này nổi trận cuồng phong, có khuynh hướng bạo lực. Tai dài nhọn, dài tai mỏng. Theo nhân tướng học, tai dài mà nhọn, phần dưới tai nhỏ, dài tai mỏng là tướng đàn ông vũ phu, ưa bạo lực. Đặc biệt, nếu tai phía trên nhọn như tai mèo
thì tính khí càng thêm nóng giận, thất thường, thiếu lý trí và dễ bị kích động. Gò má nhô cao. Gò má nhô cao là người có tính cách hiếu thắng, không thích bị gò bó, dễ nảy sinh mâu thuẫn với mọi người, quan hệ xã hội không được tốt. Người trán thấp, mắt nhỏ, tính cách nhỏ nhen, có phần hung hiểm, dễ ghi hận, chỉ chuyện nhỏ cũng sẽ dễ thù hằn và tìm cơ hội để trả thù. Những tướng đàn ông như trên đều là những người có tính cách mạnh mẽ, bạo ngược, dễ động thủ. Trong cuộc sống, họ dễ mất kiểm soát bản thân khi gặp phải khó khăn. Cho dù là người đầu ấp tay gối, yêu thương trong lòng, nhưng khi cơn giận nổi lên thì sẵn sàng ra tay động thủ, là tướng đàn ông vũ phu đáng sợ. Tuy nhiên, nếu kiên trì và có lòng quyết tâm, không ngừng trau dồi, tu dưỡng đạo đức bản thân thì vẫn có khả năng cải thiện. Nếu lỡ lửa kia của bạn là người tính cách nóng nảy và bạo lực, cũng có thể thông qua nhiều phương pháp để khiến người đó giảm bớt bốc đồng. Theo đông y, ăn uống thanh đạm có thể khiến tâm tính con người trở nên hòa nhã hơn. Hàng ngày mặc những đồ màu sắc tươi sáng cũng có thể cân bằng ngũ hành, giúp con người vui vẻ và hướng thiện. Quý vị thân mến, bên cạnh trong cuộc đời những người đàn ông không nên yêu đàn ông vũ phu thì loại đàn ông lăng nhăng cũng vậy. Trong tình yêu, may mắn nhất của các cô gái chính là tìm được người đàn ông một lòng một dạ yêu thương mình. Thế nhưng, thói lăng nhăng, ngoại tình dường như lại là bản tính của đại đa số cánh mày râu. Trước khi yêu, các cô gái có thể chú ý đến các đặc điểm trên khuôn mặt của người ấy để biết anh ta có thuộc loại đàn ông trang hoa hay không. Để tránh muộn màng và những hối hận sau này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu xem nét tướng thế nào là người đàn ông lăng nhăng, đào hoa trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là mặt to, tai dựng. Sách Nhân tướng học chỉ rõ, nếu sở hữu khuôn mặt to, đôi tai dựng cao thì đấy chính là nét tướng đàn ông lăng nhăng. Người có nét tướng này cả đời không biết thủy chung là gì. Dẫu có vợ con, hôn nhân hạnh phúc đến mấy, họ cũng đành đoạn phản bội vợ mà cặp kè hết lần này đến lần khác. Lấy phải người đàn ông tệ bạc này làm chồng, chị em sẽ khổ cả một đời vì kiếp chung chồng. 2. Đàn ông có lông mày mượt, đuôi lông mày có nốt ruồi. Đa phần đàn ông có tướng lông mày mượt mà, mọc nốt ruồi ngay tại vị trí đuôi lông mày, tính tình thường hái hước, thân thiện. Lời nói của anh chàng này luôn mang đến sức lôi cuốn đặc biệt, thậm chí không quá khi phí nó như mật ngọt chết ruồi. Trong khi nhiều cô gái lại yêu bằng tai, hễ được nghe đôi ba câu ngọt ngào, nịnh nọt là ngay lập tức xao động. Mũi quá nhỏ và gãy. Trong nhân tướng học, mũi là nơi cất giữ tiền tài. Nếu đàn ông có mũi quá nhỏ và gãy là biểu hiện của người nóng vội, thiếu kiên nhẫn và khó chung thủy trong tình yêu. Sau khi kết hôn, người này có xu hướng sống dựa dẫm vào vợ. Đến khi không còn là chỗ dựa an toàn, anh ta sẽ tìm đối tượng mới đáp ứng được nhu cầu đó. Thứ tư, răng nhọn. Đàn ông có tướng răng nhọn, số lượng răng ít thường là người nhát gan, bụng dạ hẹp hòi, hay so đo tính toán và để tâm tới những chuyện vụn vặt. Nếu cộng thêm đặc điểm cười hay nói hở lợi là người có phúc phận gia đình mọc, lại có tính trang hoa nên cuộc sống gia đình bất hòa. Đặc biệt, khi cuộc sống hôn nhân xuất hiện những mâu thuẫn lớn, người này sẽ trở mặt nhanh chóng, thậm chí công khai cặp kè với người khác để khiến vợ mình bị tổn thương. Môi dưới dày. Nét tướng này cho thấy đó là người vô cùng coi trọng chuyện dục vọng, hay nói dối và dễ trở thành kẻ bắt cá hai tay. Môi trên thể hiện tình, môi dưới thể hiện dục. Nếu cả trên và dưới đều dày, vậy họ là người ham muốn cao, dễ dàng theo đuổi những mối tình mà họ mong muốn. Nếu môi dưới dày thì lý trí không thắng nổi dục vọng. Họ là những người ham mê mối tình vụng trộm. Yêu hay cưới mẫu đàn ông tệ bạc này, cả đời bạn phải đau khổ nhìn chồng ăn vụng bên ngoài mà chẳng dám ca than lấy nửa lời. Mắt ướt. Đàn bà mắt ướt thì là chuyện thường, nhưng đàn ông mắt ướt càng khó lường chuyện ái ân. Những cặp mắt lúng liếng đưa tình thực sự hút đàn bà sẽ tạo thiện cảm cho người khác giới. Hầu như ai gặp lần đầu tiên cũng công nhận chồng bạn sau mái hiền khô. Nhưng thực chất, chính cái nụ cười hiền khô ấy đã tàn sát
biết bao trái tim phụ nữ. Nhân tướng học cho rằng đàn ông có điểm này trong khoảng 35 đến 45 sẽ vượng vận đào hoa, khó lòng thoát khỏi lưới tình. Người chưa vợ dễ sa vào đam mê giường chiếu. Kẻ đã có gia đình nếu thiếu bản lĩnh sẽ tìm đủ mọi cách để chiếm chuột bên ngoài. Huyệt thái dương bằng phẳng. Nhân tướng học cho rằng bước qua tuổi 35, đàn ông nào có huyệt thái dương bằng phẳng, trơn tru, không có bất cứ nếp nhăn nào thì phần lớn là tuyếp đàn ông có nhu cầu sinh lý cao, lại dễ lăng nhăng và quan hệ bên ngoài luồng. Anh chàng này có thể vì dục vọng của bản thân mà sẵn lòng phản bội tình cảm của người đã từng đầu ấp, tay gối, lừa dối tình cảm của những cô gái trẻ. Với họ, tình yêu khó có thể đem lại hạnh phúc và sự thỏa mãn bằng tình dục. Cho nên dù cưới nhau hay đã ăn nằm qua năm dài tháng rộng thì cũng có thể buông bỏ bất cứ lúc nào. Đôi mắt sáng rực. Đôi mắt sáng rực tựa như mắt rắn, lúc nào cũng trực chờ để săn mồi, là một trong những đặc điểm nổi bật ở người đàn ông lăng nhăng, không chung thủy. Nếu đi ra ngoài và gặp một cô gái trẻ đẹp hơn vợ, gia thế giàu sang hơn vợ, thì anh chàng này sẽ không từ mọi thủ đoạn để theo đuổi cô ta, mặc cho hạnh phúc gia đình có thể bị tan vỡ bất cứ lúc nào. Vì thế, các cô nàng đặc biệt phải cẩn trọng trong vấn đề kết thân với những chàng trai có ánh mắt láo liên và nhiều dụng tâm như thế này. Đàn ông có đầu mũi nhọn. Trong nhân tướng học, đàn ông mà sở hữu tướng mũi có đầu mũi nhọn trong lòng thường chứa đựng nhiều dạ tâm và tham vọng, suy nghĩ thâm sâu, khó nắm bắt, gian xảo, chỉ biết sống vì mình và có nhiều mối quan hệ nam nữ mập mờ. Cô nàng nào kết giao với loại đàn ông này phải có bản lĩnh vững vàng và khả năng chịu đựng cao. Nhưng khi đột ngột phát hiện ra đối phương lừa dối mình để đi theo cái gọi là mới mẻ thì vẫn không tránh khỏi đau lòng, bị thương. Đàn ông có tai nhỏ. Đàn ông sở hữu đôi tai nhỏ có phần nhỉnh hơn ở tài ăn nói, song độ thật, giả trong từng lời họ thốt ra lại khó mà phân định rạch ròi. Lời nói khi yêu của anh chàng này cũng không ngoài lệ, nửa đùa nửa thật, không đáng tin cậy. Dù sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh, tài ba hơn người, nhưng tham vọng trong mình quá lớn lại khiến những người này nhiều khi không mang đến danh dự để tranh đoạt được những thứ mà mình muốn. Đời sống tình cảm của đại đa số những người đàn ông này đã định sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm và sóng gió vì bản tính ưa cái mới lại dễ thay đổi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.